vẫn tự ở dưới à? Không, cái dưới kia này. Đấy, chúng ta nhìn bên sai. Cái này là giữ cho phải đổ thôi. Không, tưởng là con lồng đèn dưới à. Thì nó phải có con lồng đèn đấy. Có lồng đèn thì nó làm gì? Bây giờ phải, nghĩa là ông xài này không? Phải thay lồng đèn. Không có xài được, không có ra. Thì đấy nói đấy. Biết rồi, nhưng mà ý tao đang nói là không cần, không có cơ. Không có, không xài được. Vẫn là giữ cái... Dạ, thì thật. Lúc này anh kêu mình biết á, thì cái bộ điểm của mình nó sẽ không cay. Cho nên là cái này sẽ ăn khớp cái bộ điểm. Cho nên là cái này nó vai trò là cái trò và nó sẽ không cay. Từ đó thì cái từ đây. Cái đấy nó hãm ấy, giờ cũng sẽ có hãm. Nhưng mà không có cái này là không xài được đúng không? Lúc đầu nếu sử dụng cái đồ mang là phải có cái này, và thêm cái này. Cái này nó cái gì cũng phải không? Yeah.